Lê Phi Ký, chương 26 Phần thưởng cho người vâng lời Đừng làm cho mình các thần tượng Hình tượng chạm chỗ hay tượng đá Cũng đừng dựng lên các chủ đá chạm chỗ trong xứ các ngươi Để sấp mình thờ lạy Ta là Chúa Đức Chúa Trời các ngươi Phải giữ ngày sa bát và tôn kính nơi thánh của ta Ta là Chúa Nếu các ngươi đi theo các luật lệ ta Giữ và làm theo các mạng lệnh ta ta sẽ ban cho mưa thuận mùa và đất sẽ sinh sản hoa màu cây ngoài đồng ra hoa quả mùa đập lúa sẽ kéo dài đến mùa hái nho và mùa hái nho sẽ kéo dài đến mùa gieo mạ các người sẽ ăn bánh no nê và sẽ sống bình an trong xứ ta sẽ đem cho xứ các ngươi được hưởng thái bình các ngươi sẽ ngủ yên không bị ai làm cho sợ hãi ta sẽ đuổi các thú dữ khỏi đất và gươm đao sẽ không tàn phá xứ các ngươi các ngươi sẽ đánh đuổi quân thù và chúng sẽ ngã dưới lưỡi gươm các ngươi năm người trong các ngươi sẽ đuổi một trăm một trăm sẽ đuổi một mười ngàn và quân thù sẽ bị gươm đánh ngã rạp trước mặt các ngươi ta sẽ xây mặt hướng về các ngươi làm cho các ngươi sinh sôi nảy nở và gia tăng dân số và giữ giao ước ta đã lập với các ngươi. Các ngươi còn đang ăn hoa màu dự chữ cũ mà đã phải dọn chỗ đến chữ hoa màu mới. Ta sẽ thiết lập chỗ ở ta giữa các ngươi và ta không kê tạm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi làm đức chúa trời các ngươi và các ngươi làm dân ta. Ta là Chúa. Đức Chúa Trời các ngươi đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để các ngươi không còn làm nô lệ cho người Ai Cập. Ta đã bẻ gãy ách các ngươi để các ngươi có thể đi ngước đầu lên cao. Hình phạt dành cho người không vâng lời. Nhưng nếu các ngươi không nghe lời ta, nếu các ngươi khước từ các quy luật ta, nếu tâm hồn các ngươi khét bỏ luật lệ ta, để khỏi làm theo mọi điều răn ta và vì thế vi phạm giao ước ta thì đây là những điều ta sẽ làm cho các ngươi ta sẽ thình hình giáng trên các ngươi cơn khủng khiếp các chứng bệnh hiểm nghèo và các cơn sốt làm cho mắt tối đen tâm hồn kiệt quệ các ngươi sẽ phí công gieo trồng vì quân thù sẽ ăn hết ta sẽ xây mặt nghịch với các ngươi để các ngươi bị quân thù đánh bại những người ghét các ngươi sẽ thống trị các ngươi và các ngươi sẽ chạy trốn mặc dù không bị ai rượt đuổi nếu đã vậy mà các ngươi vẫn không chịu nghe ta ta sẽ phạt các ngươi gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi ta sẽ triệt hạ lòng kiêu căng về sức mạnh của các ngươi và sẽ làm cho trời trên đầu ngươi ra như sắt và dưới đất chân ngươi ra như đồng các ngươi sẽ phí công vô ích vì ruộng đất sẽ không sinh sản hoa màu và cây ngoài đồng sẽ không sinh hoa quả. Nếu các ngươi vẫn chống nghịch ta và không muốn nghe lời ta, ta sẽ nhân các tai ách lên gấp bảy lần vì tội lỗi các ngươi. Ta sẽ sai thú rừng đến vô bắt con cái các ngươi, tàn sát các bầy gia súc, làm cho dân số các ngươi suy giảm đến nỗi đường phô vắng tanh. Nếu đến độ đó mà các ngươi không trở lại cùng ta, mà cứ tiếp tục chống nghịch ta chính ta sẽ chống nghịch các ngươi và trừng phạt tội lỗi các ngươi gấp bảy lần nữa ta sẽ đem dao đến trên các ngươi để báo trả việc các ngươi bội ước khi các ngươi rút vào các thành ta sẽ sai bệnh dịch đến với các ngươi và trao các ngươi vào tay quân thủ khi ta cắt đứt đường tiếp tế thực phẩm 10 phụ nữ có thể nướng bánh chung trong một nò và cân bánh kia trao cho các ngươi các ngươi sẽ ăn nhưng không đủ no nếu sau các tai họa đó các ngươi vẫn không nghe ta và tiếp tục chống nghịch ta ta sẽ chống nghịch các ngươi trong cơn thịnh nộ và chúng ta sẽ hình phạt các ngươi gấp bảy lần nữa vì tội ác các ngươi các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình ta sẽ phá hủy các nơi cao triệt hại các bàn thờ sống hương và làm cho thay các ngươi trồng chất trên xác các thần tượng vì ta ghê tởm các ngươi ta sẽ làm cho thành thị ngươi trở nên điêu tàn các nơi thánh ngươi ra hoang vắng và không còn vui lòng chấp nhận hương thơm nữa ta sẽ làm cho xứ các ngươi hoang vắng đến nỗi kẻ thù ở đó cũng phải ngạc nhiên ta sẽ phân tán các ngươi khắp các nước rút ngươm ta ra truy nã các ngươi lãnh thổ các ngươi sẽ ra hoang vắng thành thị các ngươi trở nên điêu tàn đất các ngươi sẽ hưởng các năm sa bát vì bị bỏ hoang trong khi các ngươi sống trên đất kẻ thù như vậy đất sẽ được nghỉ ngơi và vui hưởng các năm sa bát trong suốt thời gian hoang vu đất sẽ được an nghỉ vì khi các ngươi còn ở trong xứ, đất không được nghỉ các năm Sa-bát, đối với những người còn sống sót khi họ đang ở trong xứ của kẻ thù, ta sẽ làm cho lòng họ khiếp đảng đến nỗi tiếng lá rơi cũng đủ làm họ chạy trốn. Họ chạy như chạy trốn gươm đao và sẽ ngã té dù không có ai đuổi theo. Họ sẽ vấp té lên nhau, nhưng người chạy trốn gươm đao dù không bị ai rượt đuổi. Vì vậy, các ngươi không thể nào đương đầu với quân thù, các ngươi sẽ bỏ mạng giữa các dân tộc và đất của kẻ thù sẽ nuốt các ngươi. Ai còn sống sót sẽ kiệt quệ trên đất kẻ thù vì tội lỗi của họ cũng như mọi tội lỗi của tổ tiên họ. Nhưng nếu họ xưng tội của họ và tội của tổ tiên họ, tức là tội phản bội và chống nghịch ta, làm cho ta chống cự họ, đưa họ vào đất kẻ thù. Và nếu tấm lòng không chịu cắt bì của họ biết hạ xuống, chấp nhận các hình phạt do tội họ gây ra, thì ta sẽ nhớ lại giao ước ta với gia cốp giao ước ta với Isaac và giao ước ta với Abraham và ta cũng sẽ nhớ đến đất của họ, đất đã bị bỏ hoang và được nghỉ sa bát trong thời gian hoang vu không có người ở. Họ phải chịu hình phạt vì khước từ luật pháp ta và ghê tạm quy luật ta. Tuy nhiên, khi họ ở trên đất kẻ thù, ta không khước từ và ghê tạm họ. Ta sẽ vì họ mà nhớ lại giao ước ta đã lập với tổ tiên họ là những người. Ta đem ra khỏi xứ Ai Cập trước mắt các dân tộc để làm đức chúa trời của họ. Ta là Chúa trên đây là các quy luật xác lệnh và luật pháp mà chúa qua môi xe thiết lập giữa ngài với dân israel tại trên núi sinai